mới, Tuấn xin mến chào đại gia đình, xin chúc tất cả cô chú anh chị em một ngày vui vẻ và bình yên. Hôm nay Tuấn đang có mặt tại chợ Túc Chân, xã Túc Chân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì đây giờ anh Hoàng anh đang đi vô mua bếp ga với lại đi mua ít đồ linh tinh lặt vặt để anh em nhiều khi nấu ăn cả nhà. Nhiều khi tới những cái chỗ bốc hàng không có chỗ bán ăn á, thì mình mua đồ mình nấu ăn tiện. Bây giờ mình mới là sửa xong xe, mới sửa xong máy lạnh rồi này kia, với chỉnh lại sơ sơ ok rồi cả nhà. Bây giờ chuẩn bị xuất phát ra đường, nói chung là làm rồi nhưng mà cũng chưa ưng ý lắm, cũng còn một số cái nó còn mình còn chưa được ưng ý, chuẩn bị mình sẽ làm tiếp. Bây giờ mình cứ tới đâu mình làm tới đó đi. Thì cái gì cái cũ người ta mới mình, thì giờ người ta cũ người ta mới mình, mình mới vô thì mình phải sửa sang lại cả nhà. Mình cũng mới lột cái hình long hổ tranh đấu, bây giờ mình vài bữa nữa mình dán hình khác vô, thay đổi phong thủy. Bây giờ mình chờ anh Hoàng anh đang mua đồ ra nha. Đây là chợ Túc Chân á, chợ này có lâu đời lắm rồi. Đây, thấy mọi người thấy không? Đó, chợ Túc Chân. Giờ này xe lên rất là đông. Đó, xe vận tải Sài Gòn này. Tải Sài Gòn này nhiều lắm. À, anh mua nãy giờ chắc cũng cả 20 phút rồi mà chưa thấy, hơi lâu quá. Bây giờ mình chờ anh nha. Bây giờ anh em mình gắn mọt vô nha, cho anh Hoàng anh tự gắn tay cho anh quen đó. Mình ve thì cứ dính cái chốt vô, nó đang dài ra nó dính vô là ok rồi. Bây giờ anh Hoàng anh gắn tay coi chừng nó chai cái cục này anh, để gắn đúng cái khớp của nó. Ok, đúng khớp đó là kéo phát lên nhẹ nhàng à. Cái kia em chưa, cứ tự làm đi rồi từ từ quen à, nhẹ nhàng đúng khớp là nó lên nè. Chưa đúng rồi, nó ấy, nó méo nè. Đây, em làm cho anh coi một lần nè. Đây, nhìn nè, để vậy nè, để thẳng vậy nè. Thấy không, nó nhẹ nhàng không? Nè, để làm thêm lần nữa coi nè. Nè, để thẳng vậy nè, kê vô. Để mà sao mà nó vừa với khớp của nó. Đó, thấy không, êm không? Đó, làm đi, từ từ quen. Đúng rồi. Đó, nhớ chưa, để nó thẳng đúng kiểu thế của nó là nó vô phát nhẹ nhàng thôi, gì đâu. Coi cái này đúng chưa? Rồi lên mình lên xong rồi mình lên mình xả lốc kê coi cái mọt nó có xì không, nó xì nó mới đúng dây nha, lộn dây là không được đâu. Rồi ok đó cả nhà. Rồi giờ mình kim nào? Cái lốc kê mọt đi cho nó bơm hơi vô, đi cho nó bơm hơi vô mọt đi. Rồi đúng rồi đó, đúng dây rồi đó. Rồi cứ để nổ máy đi, hồi coi nó sao. Bây giờ khúc đường này lên tới đèo chuối là nó vắng nha mọi người, để cho anh Hoàng anh chạy cho quen. Tới đèo Bảo Lộc là Tuấn chạy. Anh coi kỹ, bữa giờ anh nhìn kỹ rồi đúng không? Rồi bây giờ anh thực hành đi, cho nó mướt nè. Nhờ nhìn kỹ hai gương nha. Lốc kê nha, nhớ này hai cái luôn nha. Đã giữ một cái chân thắng. Khi nào mình thả cái tuột xe kìa, tuột xe kìa, tuột xe, tuột xe. Giữ cái chân thắng, nhả cái xe nó rung rồi mình mới thả thắng ra, hiểu không? Quên cái chân côn đi. Cô số 3 được rồi. Cứ bình tĩnh đi cho nó ok. Từ nó quen cái gì đâu.
đạp ga lên cái nhả ra nhẹ cái là kéo số xong nhanh luôn, cái tay xuống liền nhả ga ra, đừng có tua máy nó cao quá vậy đâu có vô số được số 3. Tuột xe, nhả chân côn cho rung xe mới thả chân côn. Nè làm y như tôi nói rồi, vô số 3. Nè, đạp ga rồi, nhả nhẹ ga vô số 4 luôn. Giật quá. Chạy đi, đạp ga lên số 5 luôn. Cứ chạy bình thường hả? Cứ chạy tự nhiên đi, đừng có sợ. Cứ chạy giống như tôi chạy á, nhìn thấy để ý. Lên số 5 luôn, nhả bớt ra là có kéo số dứt khoát. Giật quá. Chưa được. Đèn đỏ nè, gần tới đèn đỏ mình gỡ mo trước đi. Nhìn thấy hai gương thì chuẩn không? Kỹ nghe xe máy rồi đó. Rồi lên luôn, chạy luôn, lên số 6. Bật lên, bật nút lên. Êm ái, đi theo cái tua chớn của mình. Nó lố tua quá là nó giật hiểu không? Nó vừa tua của nó. Số 7 luôn. Nhả nhẹ ra cái đẩy lên số 7, đừng có đạp quá là nó lố là nó giật. Gỡ mo chưa? Gỡ ra là đẩy lên số 7 luôn. Đạp quá là nó cũng giật nha. Vừa thôi, đạp quá. Rồi đẩy nhẹ lên, nhấp ga lên. Ừ đúng rồi. Từ từ thôi, nhẹ nhẹ ga thôi. Tắt bật lại ngay từ đầu là tắt. Cứ chạy từ từ đi cho nó quen đi, từ từ lên số. Cứ chạy mà cứ nhìn cái cách tôi chạy đó nhớ nè, đạp ga lên cho tôi máy nó lướt cái là nhả bớt một tí ga ra là vô số, kéo nhẹ nhanh tay kéo làm sao mà cái tua của mình nó đừng có lố quá mà cũng đừng có thấp quá, hiểu không? Cứ hiểu như vậy là được. Vô số 8 luôn, kéo thẳng xuống, nhả nhẹ miếng ga ra, kéo thẳng nhanh tay xuống. Nhả nhẹ một tí ga thôi, kéo nhanh tay xuống liền. Chạy cố gắng chạy cho nó êm. Xe thì sửa ok rồi mà lần này mà nó lỡ mà trường hợp mà nó có bị giật quá là nhiều khi nó bể cu cao su treo á là mình phải chịu trách nhiệm á, thấy không? Nó 1.000.000 á, mình chơi được mình chịu được. Số 8 lên luôn. Đang cái đường này đường tốc độ nha nhé. Bản tốc độ này nãy giờ chạy nhiều. Ờ. Cũng làm được rồi. Đường này là đường đèo chuối nè. Cho ông chạy đèo chuối luôn á. Qua đèo chuối luôn nè. Nhưng mà đèo qua lộc là chưa dám cho chạy đâu. Cứ canh chạy canh lề cho nó quen đi. Còn cái số cứ nhớ đúng đồng tốc đồng tua. Mà muốn trả số hay muốn vô số là mình cứ rịt cái ga. Ví dụ đang số 8 mà muốn về số 7 là nhấp cái ga cái gỡ số mo ra cái rịt cái ga là vô số 7 à. Giờ thử vô số 7 coi, đang yếu nè. Nhấp ra gỡ mo, nhấp cái ga vô gỡ mo ra. Rồi rịt cái ga, rịt vừa thôi. Rịt đẩy thẳng lên. Ừ. Mình canh cái cửa số thứ 7 là mình đẩy thẳng nó lên thôi, gì đâu. Nhìn hai bên gương ok không? Nhìn cái gương mo nhỏ đó rất là quan trọng nè. Với gương nhỏ dưới nè, xe máy hay kẹp bên hông á. Rồi cứ chạy đi, đừng lấn lên nha.
chạy tới đèo Bảo Lộc rồi kêu. Đây là đèo Chuối nha cả nhà. Bây giờ anh em mình mới mua hai hộp cơm rồi, giờ tới đèo Chuối rồi. Thì nói chung là Tuấn cũng tâm sự thật với cả nhà luôn nha, thì cũng nhiều anh em xin đi, nhưng mà anh em nào phải ra gặp mặt trước rồi anh em uống cà phê giao lưu, rồi anh em nào trước mình kêu đi trước. Anh em như anh Hoàng này là ảnh thật tâm muốn ra nghề, ảnh là yêu nghề và đam mê, ảnh là bằng E bằng FC luôn đó, hợp pháp á, bằng ảnh là ra đường chạy hợp pháp á, mà ảnh thật tâm ảnh muốn theo nghề thiệt nên Tuấn cố giúp ảnh. Còn đi cái xe này á thì anh em nó không phải như xe lạnh, như xe lạnh là Tuấn bao anh em ăn luôn rồi trả lương, còn xe này á là ăn uống chia ra anh em, nói chung là tiền nó không có bằng xe đi xe lạnh được, có tiền ăn hàng ngày, còn cái này nó không có tiền ăn. Tại cái này cũng không có cần lơ hay cần tài đó, mình đi một mình cũng được, đúng không anh Hoàng, công nhận không? Đúng rồi. Để có làm gì đâu mà có đụng tới móng tay đâu, mình chỉ việc chạy thôi, nghĩa là đi là sao là tạo điều kiện cho anh em đam mê để anh em có cái nghề. Thì Tuấn cũng không để cho anh em bao, mà anh em như anh Hoàng anh cũng không để Tuấn bao ảnh, anh cũng không muốn, anh cũng không thích, đúng không? Anh em chia qua chia lại đi, ví dụ người trả bữa ví dụ vậy, anh em mình cứ nói thiệt trên kênh YouTube cho cả nhà nghe luôn, coi luôn thực tế vậy khỏi ai mất lòng, đúng không? Ví dụ như bữa nay Tuấn trả, mai ảnh trả, vậy vậy đó. Tại vì ảnh cũng đi là để trải nghiệm, rồi sau này ảnh ra ảnh mua xe ảnh nhận xe thôi, chứ ảnh đâu có đi Tuấn Hoài đâu. Ảnh đi thì cũng cùng lắm, cao lắm thì nửa tháng thì tới 1 tháng thôi đó. Tại vì cái công ty này nó không có thuê lơ, cũng không có thuê tài xế, xe này là Tuấn đi nhận mình thôi, chủ cũng đâu có trả tiền lơ đâu, thì là Tuấn đâu lấy tiền đâu mà để trả tiền lơ đó, nên là mọi người thông cảm. Anh Hoàng á là khả năng ảnh đi mà ok là ảnh về ảnh còn mua xe ảnh chạy mà. Anh đang đi số mấy á? Dubai. Thấy đèo gắt không? Đèo không? Cái đèo cứ chạy từ từ cẩn thận, xe rau đổ dữ lắm, cứ chạy đi bình thường sao. Đây là đèo Chuối nha cả nhà. Đèo Chuối này nó cũng ngắn à. Anh đừng có tâm lý, anh nhớ anh nhìn cái những cái gì em chạy anh phải nhớ tích thu, anh phải nhớ kỹ vô. Nãy giờ anh vô số là không được êm lắm, nhưng mà anh cố gắng phải tập tiếp thu đi. Đừng có đạp thắng gì, anh cứ chạy bình thường đi, cứ chạy. Khúc này bình thường đạp lắm. Anh hình như anh hơi đang rung, đang rung sợ. Tí nữa uống mấy lon bia vô cho nó can đảm, tí nữa tới chỗ đậu á. Đồ liều nó cao hơn à. Anh có cảm nhận gì với chạy xe tải mà lên xe này? À thì chạy lên xe này đấy thì trước hết là xe nó lớn hơn. Nói nhưng mà vẫn cứ tập trung nha. Nó lớn hơn và tối quay không thấy rõ đường đó mọi người. Mà mình cũng chưa chạy xe Mỹ bao giờ nên là vào số nó cũng được mượt, nó toàn xượng thôi. Nhưng mà được cái là buồn rất là tốt, cũng không có gây áp lực tâm lý, để ảnh hưởng đến việc mình học. Nhưng mà cái này nói trước luôn nha, lỡ mà bị bể cao su bị treo là mình phải tự chịu trách nhiệm nha. Rồi, tôi thì cái đấy kể cả bây giờ ông chủ mà ông ấy mình cũng nói thẳng luôn. Nếu mà cái đấy mà cao su bị treo nó là 1 triệu mấy đó. Hôm bữa biết sao mà thay cục cao su bị treo không? Là bữa đổ đèo mà nó bị mất thắng á, buộc phải tắt máy nó giật quá. Nhiều khi đôi khi do cái lỗi giật quá là nó bể cao su bị treo nữa đó. Anh hiểu không? Thì cái đó 1 triệu mấy thôi, không có đáng là gì hết. Thì thôi thì nếu nó không may mà bị thì nó cũng là cái tiền học phí của mình thôi. À cái đó anh em nói trước để cho cái đấy là nghiệp. Mình gây ra là mình phải chịu trách nhiệm. Đúng rồi. Mình cũng sẽ không để cho Tuấn phải gánh những cái đấy. Còn hôm bữa là cái sao nó do nó bị đổ đèo mà nó bị mất thắng, buộc phải tắt máy. Máy thì như mà cái cục cao su bị treo của mình nó lâu ngày nó chai, đâm ra nhiều khi là vì cái lý do đó mà nó bứt luôn á, cũng khả năng đó.
khi đi đấy thì Tuấn cũng có nói với mình là đi anh không phải gì hết, cứ đi trải nghiệm, em lo hết cho anh. Thì đúng, em nói em lo nhưng mà anh không đồng ý thì thôi anh em kia vậy là thôi. Là anh không đồng ý và tất cả với mình là mình không đồng ý, còn anh em sau này mà không đồng ý như bấm mình thì là bấm kiến lên nghe cho rõ, bấm kiến kia. Thì thôi cái chuyện nó vậy đi, anh em biết vậy đi. Còn chủ yếu là mình học nghề, chủ yếu là học nghề, anh là quyết tâm mà đúng không? Anh quyết tâm, quyết tâm là ok. Đấy thì anh cũng có công việc các thứ chứ còn nói thiệt cái này, nếu mà không phải không phải là hàng ngày thì Tuấn cũng thấy đúng rồi, công việc anh ngày anh vẫn sống thoải mái mà. Còn nếu mà đúng là anh thấy cũng công nhận đúng là nếu em đi mình thì khỏe đúng không? Khỏe đúng, không phải mệt mỏi gì đâu. Phải lo tạo điều kiện cho anh em thôi. Chứ còn nếu mà anh em mình mà mới đi học đấy thì cũng là ví dụ là trong vai một người thầy đi, mình còn bỡ ngỡ thì cũng ảnh hưởng đến tâm lý của Tuấn lắm. Nhưng mà được cái là theo Tuấn thì Tuấn cũng hiểu được anh em, hiểu được anh em ai cũng phải đấy, ai cũng phải học nghề cả, người đi trước dạy người đi sau, cái đấy là rồi giờ anh cứ ấy đi, từ từ quen mai mốt rồi về có tiền thì mua xe, có thì đi chạy mướn gì đâu mà. Cứ chạy đi đừng có sợ, nhưng mà anh chạy đổ đèo anh phải để ý thôi nha, cứ đạp đi bình thường, nhìn kiếm chuẩn hai bên là ok rồi. Ai đi với em cũng ra nghề hết á. Cũng trên những cái clip của Tuấn này rất là nhiều người rồi, thì mình thấy đúng là Tuấn cũng mát tay để mà tạo ra tài xế mới. Thấy sao, cảm giác thấy sao, canh xe thấy quen chưa? Canh xe đấy thì mình cũng có cảm giác rồi, còn lại về cái chân cái tay nếu mà nó có cảm giác nè, cái chân này thấy nó mạnh không, mạnh đạp lên luôn. Đang đi số mấy á? Anh đi số 7 à? Lên luôn, nó vẫn còn lực để mà lên mà lên dư luôn ha. Ví dụ như nó vừa lướt qua cái dốc cái là mình về số 8, cảm thấy vừa qua được số 8 rồi qua. Nè bây giờ nè, giờ em chỉ nhanh dễ dàng nè, bây giờ đang số 7 đâu, muốn về số 8 đúng không? Rồi. Là cái chớp phải thiệt mạnh, đạp lên cái nhả nhẹ ga ra, kéo thẳng xuống số 8, nhẹ nhàng lại xuống, không phải suy nghĩ, nhả ga ra, kéo xuống số 8, nhấp ga cái là nó vô, nhấp nhẹ thôi, nhấp rồi ghi cái cần số, thôi về số 7 lại đi, đạp ga lên, ghi cái cần số. Từ từ nó quen mà anh còn liếu huyếu quá. Này xe không với xe hàng sao anh chạy được, đúng không? Rồi tám luôn, đạp lên nhả ga nhẹ cái kéo thẳng dứt khoát xuống, nhả ga ra nhấp cái ga, kéo thẳng xuống, đúng rồi được rồi đó, dứt khoát. Thôi cứ chạy đi, rồi bây giờ cứ tự cảm nhận chạy nha. Nãy giờ chỉ vậy là hết rồi đó. Rồi bây giờ chạy, cứ chạy đi mà thấy không em nữa là tấp vô lề là đổi tài. Bữa sau tập tiếp. Thấy nhiều quá luống cuống. Bây giờ mà chạy em thì cứ cho chạy tiếp. Chạy không em là tấp vô lề, vậy thôi. Hai anh em mình đang lên đèo nha cả nhà, thì nói chung là đèo thì Tuấn phải chạy rồi, không thể nào để cho anh Hoàng chạy được, bởi vì anh chưa quen số. Thì bây giờ đang ở đèo Bảo Lộc đây mà giờ trời tối nên là quay không được rõ, nên là Tuấn để bữa nào ban ngày Tuấn sẽ quay thôi, chạy đèo Bảo Lộc cho cả nhà coi nha.
giờ tới nơi anh em mình ăn cơm rồi tính rồi. Đi nguyên một đêm thì anh em mình tới đây trạm bưu chít Bảo Lộc rồi cả nhà. Đó, qua anh Hoàng anh có mua một số đồ nghề để nấu ăn đây. Buổi sáng thì có nhiều chỗ không có bán ăn. Đó, mua một cái bếp ga, với ít rau, với trứng, với mì tôm. Giờ chuẩn bị anh em làm món mì tôm xe đầu kéo. Bếp ga bán nhiều cái anh. Hai trăm nhà quá trời luôn mà quên đem đi, bữa đi quên đem đi nước này trụng rau được nhỉ, xong rồi kia mới nấu cái nước kia á, nước này sạch mà sạch á, nấu ăn được luôn à? Đúng rồi, nước sạch nó thấy trong không? Trong nước sạch á, nước này lấy ở dưới đèo Bảo Lộc á, cứ hết rồi mình bơm vô đầy thôi, nguyên cái bồn. Hồi xưa cái bình này là để xài thắng á, xài tưới nước thắng đó, không thấy mấy đường hơn mà người cắt bỏ rồi. Chất lượng không? Nhiều chỗ bữa giờ đi nhiều chỗ đói quá ha, không có chỗ ăn. Nhiều chỗ phải nhịn đói hết luôn nè. Rồi tốt nhất là thủ. Thủ bếp ga hợp lý nha, bình này để bỏ đá uống ha. Đá thỉnh thoảng tối chỗ nào mà không có. Vô quán quán cà phê, uống cà phê cái ta bỏ cho bình đá này. Ừ. Đồ rửa chén là bài bản hơn, nước rửa chén là nước rửa chén là mỹ hảo đó. Rau này ăn mì ngon lắm á. Cái rau gì không? Rau cải gì có vị thuốc á, đúng không? Cải cúc nó có vị thuốc mà. Thế là xong. Rồi, cuối cùng đã xong món mì tôm rau cải xanh. Nên với rau cải, rau cúc. À, rất là ngon. Ăn mì tôm vô là đầy đủ chất dinh dưỡng luôn á mọi người ơi. Anh Hoàng anh còn chưa tự tin cái vấn đề vô số đúng không? Nhưng mà anh về thì có vẻ thấy anh nhanh tay nhanh á, anh mới về mà anh về là tập cho anh về được. Còn cái vụ xéo số anh rồi chưa tự tin vô chưa được mà. Lâu lâu thả cho anh đi từ từ mới được. Giống như anh đô 50 hồi đợt cũng giống vậy á, lúc đầu anh cũng vậy. Xong anh nhìn một hồi cái anh về được thì anh vô số được. Từ nó quen. Nhưng bây giờ như anh giờ cho ra chạy đầu bằng là ok, chạy được. Để nó cắt côn nó dễ ha. Rồi, tại vì từ trước tới giờ mình hay đi xe côn á. Ừ. Nên là qua xe Mỹ thì mình ban đầu rất là bỡ ngỡ. Từ từ nó quen anh ơi. Ai cũng vậy. Cũng giống như em bây giờ em lên xe đầu bằng em chạy nó cũng bỡ ngỡ vậy. Ừ. Mời cả nhà ăn sáng cùng anh em mình nha. Đó, hấp dẫn không? Quá là ngon luôn. Ngầu quá. Ừ. Toàn cơm hộp đâm ra là thiệt, nhiều khi ăn về ngon hơn cơm mua. Nhìn ngon quá. Bộ đồ nghề rất đơn giản. Đó, bình ga, bếp ga, nồi xong. Rồi, video khá dài rồi. Xin hẹn gặp lại cả nhà vào một clip mới nhất luôn nha. Chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà nha. Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc nha. Bỏ nước đó hả? Kỹ hả? Nấu ăn kỹ quá nha. Rồi xin chào cả nhà luôn.
có đồ trà, nấu trà nè, ấm nước này đủ.